Và tất cả đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu trận đấu này. Một trận đấu hứa hẹn hấp dẫn ở phía trước trong trận đấu mở màn của vòng 9 Nawok V-League. Lộc Bình Bình Dương đã có trận hòa với Hoàng Anh Gia Lai và xuất đường rất nhanh, có thể dứt điểm. Cơ hội không vào, bóng đập trúng sang hàng. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về đội chủ nhà. Người đá có cú đệm rồng đó là Bùi Vĩ Hào. Thêm một đường chuyền hỏng nữa khu vực giữa sân của đội khách. Và bây giờ là cơ hội cho Bình Bình Dương, đối mặt rồi sút không vào. Hoàn Hồ Văn Công năm nay đã 36 tuổi, vẫn là cầu thủ cực kỳ kinh nghiệm. Dứt điểm không vào, câu trả lời của Quảng Nam, bóng chạm vào xa ngang. Vẫn là pha dứt điểm của Lê Xuân Tú. Để bóng vào, đánh đầu, cơ hội không vào. Iago Ramos là người đã bật cao đánh đầu. Pedro, cơ hội đánh đầu không vào. Rất đáng tiếc, một pha đánh đầu ở cự ly rất gần của Bùi Vĩ Hào. Cơ hội thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay của Bùi Vĩ Hào. Không được, liên tục những quả đá phạt góc dành cho Quảng Nam, hầu như bóng đều bị bật ra ngoài. Sút ngay, cơ hội không vào. Cầu thủ Quảng Nam cho rằng bóng đã chạm tay. Người đang bị đau là Đinh Khương. Hợp lý, Tiến Linh. Vẫn còn Bùi Vĩ Hào, đưa bóng trở lại. Người đã chạy vào và đánh đầu nhưng sau đó đã bị thổi phạm lỗi, đó là số 29, Võ Hoàng Minh Khoa. Quang Hùng đánh đầu, cơ hội đến rồi, vào. 1-0 cho BKM Bình Dương. Trung vệ Gian Clesio đã là người ghi bàn cho đội chủ nhà. Lê Huỳnh Đức đánh đầu nguy hiểm không vào, còn không vào. Tỷ số là 1-0 rồi. Rất bất ngờ, đó là lợi thế của trung vệ cao 1m98 Steven. Phút thứ 88 và đội khách đã có bàn thắng vươn mình tỷ số 1-0. Và bây giờ tiếng còi của trọng tài Trần Đình Thịnh đã vang lên. 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này.